Chào các bạn. Hôm nay Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ May Design Center tiếp tục gửi một nội dung trong chương trình đào tạo của Trung tâm. Ở buổi học trước, tôi đã hướng dẫn các bạn phương pháp bổ mang tay sau của tay áo jacket. Hôm nay tôi tiếp tục. Đây là mang tay sau. Đây là tay to đúng không ạ? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bổ mang tay trước như nào. Thì các bạn lưu ý. Tôi nối đường bổ mang tay trước đến cửa tay trước. Bây giờ tôi tiếp tục lại bổ mang tay gì ạ? Tay trước. Đây, tôi cho một đoạn cong đây. Tôi lấy từ đây, gốc của chúng ta là từ đâu ạ? Từ đường này. Đây các bạn lưu ý nhé. Từ điểm này. Và tôi đã lấy cho đây một đường cong này 2/16, tôi chừa lại còn 2 phân thôi đi. Tôi cũng lấy bằng măng tay trước thôi. Đấy, đánh nhỏ cong vào của tay giữa. Các bạn lưu ý đây là đường của tay giữa. Thế các bạn lưu ý này, cái gốc của tôi là từ đây đến đây. Các bạn, đây. Từ đây đến đây là 22,54. Thế mà tôi đã mấy vào đây rồi, mất 2 phân. Thế vậy thằng này đang bị nhỏ đi 2 phân, đúng không ạ? Thế chúng ta sẽ phải bù. Bây giờ sao ạ? Tổng của nó đến đây phải đủ làm vào thông số. Đấy, thế thì giờ tôi lại giả nó thôi. Giả vào đây. Đấy, từ đây. Vì tôi là 2 phân, ở bài học trước tôi lấy vào đây 2 phân mà. Vậy, tôi bù nó 2 phân. Thế vậy tổng của chúng ta từ đường này đến đây cộng với từ đây đến đây vẫn đảm bảo thông số. Khuỷu tay. Tay con thì sao? Nào các bạn lưu ý. Mang tay trước nhỏ đâu? Đây, tôi bỏ ngay đi. Tôi vẽ tiếp đường này qua một chút và qua đây. Tôi làm ngược lại. Đó, các bạn lưu ý. Đó. Mang tay. Đây là nó ngược với bên đây. Các bạn lưu ý. Bên mang tay đây là bao nhiêu? 54,53. Đây là 55. Đây đang 55,27 lên 54,53, vậy thiếu 0,7 nữa và 27. Tôi cho chính xác tuyệt đối đi. Vậy. Làm nhau hai cái đường này đã gì ạ? À? Bằng nhau rồi. Thế thì bụng tay thì sao ạ? Bụng tay của tôi thôi, bây giờ vẫn là 48,45. 48,46 và tôi sẽ vẽ vào đây. Bạn ấy vẫn phải qua thông số này. Đấy, tay cong ngược phía lại sao cho cửa tay vẫn bằng chính nó là 8,16. Tôi nối đây xem được bao nhiêu. 9 rồi. 8,55 chưa. 8,24 và 8,16 không sao. Dừng mấy đi, không phải mấy đi thôi không sao ạ. Tiếp tục. Thế bây giờ nhiệm vụ của ta đến đây, bên đây có bao nhiêu thưa ạ? 548,6 và bên đây là 53,5, không được vì bụng tay, hai bụng tay phải bằng nhau. Đó, cái việc khó của chúng ta là như vậy. Bây giờ chúng ta bóc ra này, bóc ra. Sau khi bóc xong các bạn khớp, là phải khớp phải đảm bảo dáng. Đây vì chúng ta lượn vào như này, làm sao ạ? Dám vào trong đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ phải chỉnh mang tay này sang cho nó trơn và vẫn đảm bảo thông số. Chúng ta trơn này và tôi sẽ cho xuống. Dạ, tương tự như vậy, bắp tay không thay đổi ở đây. Tôi sẽ chúng ta lưng lên. Đấy, các bạn nếu lấy xa ra phải đảm bảo thông số 13,52 chưa. Ok, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ khớp đến đường mang tay đây, các bạn lưu ý. Ok rồi, nhưng vì áo, vì các bạn lưu ý là khi áo mà đâm phải bổ đến hai mang
và lại là tay cong, thì chứng tỏ áo đó gì ạ, có trọng lượng bông nhiều rất lớn, hoặc là độ dày của bông tấm rất dày, nên cái chênh lệch giữa đường cong mang tay trước và mang tay sau sẽ chênh lệch rất lớn. Bây giờ chúng ta sẽ phải đẩy lên cho mang tay sau dài hơn mang tay trước. Tôi cho 1.5 nữa. Để gì đây ạ? Thì bên đây sẽ phải nâng lên để cho nó trơn và vẫn đảm bảo mang ở cửa tay là 8.16. Đó. Ok. Đây, mang trước đây là 51.1 và đây là 48.6, đúng không? Thì chúng ta chắp đây chắc không vừa được vì mang này sẽ dài, đúng không ạ? Đây là mang gì ạ? Mang sau. Mang sau. Cuối cùng là chúng ta vẫn phải muốn đạt được mục đích là mang sau phải dài hơn mang trước tầm 3 phân 4 phân. Thế chạ. 8 5 4 ta lại lên lên. Cả lên. Đây bằng đây rồi. Bụng tay này bằng đây 48.6, ta vẫn dư 1 phân 4 nữa. 2 phân nữa. Không. Đó. Để tướng dáng là gì ạ? Gần trơn rồi đúng không? Tiếp tục. Chúng ta kiểm tra xem. Lúc này bụng tay bao nhiêu? 53. Và đây là 53,07 của 53 đi. Đây là 56,9 của 57. Vậy chênh nhau 4 phân. Đấy. Chính là gì ạ? Chính là mang tay sau đang dư hơn mang trước 4 phân. Đúng không? Nhưng bây giờ nhiệm vụ của ta là đây là 48,07 và đây là 49,1, vẫn dư 0,4 nữa. Nhiệm vụ của ta là phải đẩy tiếp lên. Tiếp cho lên nó lên. Không. 0.2. Ok, tiếp tục. Phía này ta có cho xuống đây 0.2 nữa thì nó sẽ bằng. Đó. Vậy chúng ta có gì ạ? 48.9 và đây 48.86. Vậy là hai mang này khi chắp vào nhau nó sẽ gì ạ? Tiếp tục ta đại khớp. Chưa? Tiếp tục chúng ta khớp đây. Đó, các bạn nhìn xem. Nếu giá chưa được, chúng ta có thể đẩy nút xuống một chút. Cho cả hai cùng xuống. Trừ 0,15 đi. Đó. Ok. Thế vậy chúng ta đã có gì ạ? Đây các bạn nhìn, đây mới là dạng tay cong bổ cả hai mang trước và mang sau và có đường bổ mang sau lớn hơn bổ mang trước 4 phân. Đấy các bạn nhớ nhé, gần 4 phân. Thì đây chính là tay cong hai mang dùng cho thường áp dụng khi tại áo jacket đó có trọng lượng bông lớn hoặc bông tấm là dày. Đấy, độ dày bao nhiêu càng nhiều thì cái gì độ chênh lệch giữa hai mang trước và mang sau càng lớn. Thì đây là phương pháp làm thôi, còn sau này các bạn vận dụng và bạn phải dựa vào đặc điểm của sản phẩm đó, trọng lượng bông bao nhiêu, độ dày của bông tấm là bao nhiêu để phù hợp. Thì cái này không phải ai cũng có thể là ứng dụng được ngay, để cần có một chút kinh nghiệm làm áo jacket thì các bạn sẽ thấy rằng nó không có gì là khó cả. Đấy. Đây, các bạn nhìn nhé. Trên đây là tôi đã hướng dẫn các
bạn phương pháp, về phương pháp thôi, phương pháp bổ tay áo jacket dạng tay cong, có bổ hai mang trước và mang sau, có độ chênh lệch giữa hai mang trước và mang sau là trên 3 phân. Buổi học sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp về cách làm tay dạng áo vest. Video của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thân ái.